Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay được gặp tất cả quý Phật tử tại đây, tôi sẽ có một bài pháp vì muốn cho được phổ cập hết các trình độ, cho nên cái bài này chúng tôi sẽ nói rõ tu bằng cách nào để đem lại sự an lạc, bình an cho tất cả mọi người đời này và đời sau. Và tu bằng cách nào để giải thoát sanh tử, đó là hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là tu bằng cách nào để cho chúng ta được an lạc trong đời này và đời sau. Điều này thì trong kinh kể nhắc nhiều lắm rồi, nhưng tôi muốn thu gọn cho quý Phật tử nhớ kỹ. Bởi vì giáo lý của Đạo Phật có chia ra gọi là ngũ thừa Phật giáo, tức là cái giáo lý của năm bậc. Bậc thứ nhất là nhân thừa Phật giáo, tức là giáo pháp dạy người ta tu đã đem lại, để đem lại cái lợi ích thiết thực ngay trong đời này và cả đời sau. Kế đó là cái giáo pháp dạy chúng ta tu sanh cõi trời là thiên thừa Phật giáo. Rồi kế đó là giáo pháp dạy cho chúng ta tu giải thoát sinh tử là cái pháp thanh văn thừa. Rồi giáo pháp cũng dạy chúng ta giải thoát sinh tử, gọi đó là duyên giác thừa. Cuối cùng là cái giáo pháp của hàng Bồ Tát tự giác giác tha, đó là Bồ Tát thừa. Thì như vậy, ở đây tôi chỉ nói có hai bậc thôi. Bậc thứ nhất là làm thế nào, tu bằng cách nào để đem lại sự an lạc cho chúng ta ngay trong đời này và kể cả đời sau. Rồi làm bằng cách nào chúng ta tu để được giải thoát sinh tử. Mà hai vấn đề này là cái vấn đề then chốt mà tất cả chúng ta ai tu cũng phải biết. Trước hết, muốn giải thoát sinh tử thì chúng ta phải biết Phật nói sanh tử có đi bao nhiêu lối, bao nhiêu đường. Nhà Phật dạy luân hồi trong lục đạo. Lục đạo là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, Atula, cõi trời. Đó. Người còn sinh tử luân hồi sẽ đi trong sáu đường này. Đó là giáo pháp dạy chúng ta tu. Mà làm sao trước hết tránh địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Rồi kế đó là mới tiếp lên làm người, làm chư thiên. Rồi tới sau mới là giáo pháp dạy chúng ta giải thoát sinh tử. Như vậy thì hiện giờ quý Phật tử tu mà có biết mình tu cách nào để khỏi đọa trong ba đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, biết rõ chưa? Tu mà chưa biết. Thực ra là đang tu mà không biết mình tu vậy kết quả ra sao. Rất là giản đơn. Bởi vì ba đường gọi là ba đường khổ là địa ngục, khổ là ngạ quỷ, khổ là súc sanh. Mà hai cái địa ngục, ngạ quỷ chúng ta không thấy, nhưng mà súc sanh chúng ta thấy nhăn nhãn ở trước rồi. Như vậy, trong ba đường khổ đó mà chúng ta bước vào đạo, nhất định
phải tránh ba cái đường khổ trước nhất. Như vậy thì quý vị làm sao để tránh ba đường khổ? Là quy y Tam Bảo. Quý vị quy y Tam Bảo chưa? Quy y rồi mà chưa biết làm sao. Bởi vì trong đó quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục, quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ, quy y Tăng rồi khỏi đọa súc sanh, rõ ràng thuộc lòng rồi đó. Như vậy mà tại sao quy y Phật rồi khỏi đọa địa ngục? Vì địa ngục gọi là chốn u minh, tâm tối, cho nên Bồ Tát Địa Tạng thường gọi là u minh giáo chủ đó. Ngày xuống giáo quá chứ khỏi u minh. Mà quy y với Phật, Phật thì giác ngộ là sáng suốt. Bây giờ mình đã đi theo con đường giác ngộ sáng suốt của Phật thì làm gì xuống cho u minh tối tăm, phải không? Như vậy là tách đường rồi, không có xuống dưới nữa. À, như vậy tu là quý vị thấy bắt đầu chúng ta tránh những đường khổ, rồi kế đó quy y Pháp rồi khỏi đọa ngạ quỷ. Ngạ quỷ là sao? Là loài quỷ đói, sở dĩ ở chùa chiều cúng cô hồn là tại sao? Với con mắt phàm tục của chúng ta không thấy, nhưng con mắt Phật Ngài thấy rõ ở trong cái thế gian này có những loài quỷ đói, nó sống đường lang thang khổ sở. Mà loài quỷ đói đó nó không có gì ăn, cho nên Phật dạy ở chùa chư tăng chư ni ở đâu thì chiều nên cúng cô hồn, tức là cho các loài quỷ đói nó ăn, tội nghiệp nó. Nói vậy để quý vị thấy không phải Đức Phật Ngài cố tình chỉ những cái siêu siêu hình để cho mình biết, nhưng mà sự thật Ngài thấy thì Ngài phải nói. Cho nên có một lần Ngài Mục Kiền Liên, Ngài nhìn thấy ở trong hư không có những cái loài quỷ đói, nó đi nó lang thang khổ sở kêu khóc. Ngài thấy thì xót xa về bạch với Phật. Phật nói ta cũng thấy như vậy mà ta không có nói. Thì như vậy cái loài quỷ đói nó sống lẫn trong cái cõi mình. Mà nói quỷ đói, quý vị đừng có sợ ma. Sợ không? Bởi vì nó khổ lắm, nó nhờ mình, cầu xin mình, chứ không phải mình cầu xin nó. Mà bây giờ có nhiều người hay cúng ma quỷ để nó hộ độ cho mình, cái đó là cái quá là sai lầm, phải không? Chúng ta biết có nó mà chỉ thương chứ không có sợ nó khổ hơn mình. Mà nhân nào mà đọa làm quỷ đói thì trong kinh Phật dạy những người đời trước do cái lòng tham lam bỏng sẻn hiểm độc. Ai ôm ba cái tâm đó, tham lam bỏng sẻn hiểm độc, ba cái tâm đó là cái nhân để đưa tới thành loài quỷ đói. Bởi vì mình tham lam cái gì cũng vơ vét hết thì đó là cái xấu được mình mà hại người. Rồi bỏng sẻn có gặp người ta khổ không muốn giúp. Bỏng sẻn là cái tâm tất cả cái gì mình đã có trong tay dư giả mà không ưng giúp ai hết, đó là bỏng sẻn. Cái thứ ba là hiểm độc, mình bày mưu này kế nọ để hại người ta, hại kẻ hiền, hại những người khác, thì đó cái tâm đó là tâm quỷ đói đó. Bây giờ mình tu theo Phật, Phật cho mình làm mấy việc đó không? Phật dạy mình phải có lòng từ bi. Mà từ bi thì không được phép tham lam, từ bi nên không được giữ cái tâm bỏng sẻn, từ bi cho nên không bao giờ có cái tâm hiểm độc. Mà không có ba cái đó thì làm sao đọa quỷ đó được. Như vậy thì chúng ta bước vào đạo Phật đã chặn đón không cho ta rơi vào chỗ khổ. Đó là cái thứ hai. Còn thứ ba là tại sao làm súc sanh?
Thì súc sanh, Đức Phật nói, người đời trước do si mê, cho nên đời này đọa làm súc sanh. Si mê như thế nào? Quý vị định nghĩa si mê, khỏi làm súc sanh và phải làm súc sanh, tôi nghe coi. Phật giải rõ lắm. Si mê là không biết rõ thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phước, thế nào là tà, thế nào là chánh. Người không phân biệt rành rẽ thiện, ác, tội, phước, tà, chánh, gọi đó là si mê. Mà si mê như vậy, cho nên chết phải đọa làm loài súc sanh. Ngày nay quý Phật tử còn si mê không? Quý y tăng là quý thầy có bổn phận giảng trạch rành rẽ cho quý Phật tử biết thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là tội, thế nào là phúc, thế nào là tà, thế nào là chánh. Nhưng mà thiện ác thì dễ biết rồi, phải không? Làm đau khổ cho người đó là ác, đem lại lợi lạc cho người đó là thiện. Chẳng những người mà còn chúng sinh nữa đó. Như vậy thì làm lợi lạc cho người và chúng sinh đó gọi là thiện, làm đau khổ cho người và chúng sanh đó là ác. Hai cái phân biệt rành rồi. Mà nếu thiện thì có phước, ác thì có tội. Như vậy thì thiện ác tội phước chúng ta biết rồi. Còn hỏi thế nào là tà, thế nào là chánh, quý vị phân biệt được không? Cái đó hơi khó rồi đó. Tà chánh ở đây nó có nhiều lối. Tôi nhắc cho quý Phật tử thấy, cái lối thứ nhất là mình là đệ tử Phật mà vẫn đi tìm, đi cầu cúng những miếu bà chúa xứ, bà dưới miếu ông thần gì đó, thì đó tà hay chánh? Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có cái dở là muốn có lợi. Nghe ai nói bà chúa xứ đó lên cầu cái gì làm ăn cũng được, phát tài hết á, thì cứ lại đó cầu. Hoặc ông thành nó lên tới đó xin cái gì cũng được, cái rồi sao? Do cái lòng tham cái tới, phải không? Tới cầu xin. Mà đạo Phật dạy chúng ta cầu xin hay là không được cầu xin? Nếu cầu xin thì Phật không có dạy lý nhân quả, phải không? Nhân quả là mình gieo nhân tốt thì mình gặt quả tốt, mình gieo nhân xấu thì mình phải chịu quả xấu. Mình làm, mình chịu. Nếu mà cầu xin được á thì không có lý nhân quả. Mà lý nhân quả là cái chân lý ở trên thế gian này, không chối cãi được. Đó. Như vậy thì cái lẽ thực mà chúng ta không làm, mà làm theo cái tưởng tượng hư dối, thì cái đó gọi là tà. Đó, đó là tôi nói cái tà đối với đạo Phật. Rồi có cái tà trong đạo Phật không? Có chừng không khéo mình cũng bị tà chút. Tà chút chút đó. Bởi vì tôi nói thế này, mà đây thì hình như cũng khá đông. Phật dạy chúng ta ba cái thứ khổ hay là ba cái thứ độc là tham, sân và si, phải không? Cái độc đầu là tham. Mình tham mà không bị ai chặn đón, không cho mình được kết quả thì nổi sân. Mà đó, hai cái đó gốc từ cái si mà ra. Như vậy
Mà Phật tử chúng ta bây giờ đi chùa có tham không? Có không? Tham cái gì đây? Cầu xin. Nếu cầu xin thì quý thầy cũng cầu vậy, đêm nào tụng kinh cũng cầu nguyện ông sao vậy, mà có tham không? Quý thầy cầu cầu cho tất cả chúng sinh, cầu cho quốc thế dân an, cầu cho mọi người đều sớm thức tỉnh, thì đó đâu có lỗi lầm, phải không? Đâu phải là tham, chỉ có đem đến chùa cúng có diệp quả thôi, mà thắp hương quỳ xuống xin thôi là xin, phải không? Xin cả trăm thứ mà thứ nào cũng to hết á, đó, cái đó có phải tham không? Như vậy mới thấy rằng chúng ta chưa phải là chánh đó. Chứ còn nếu chánh thì cầu nguyện em cúng Phật ngục diệt quả, nguyện cho gia đình con sớm thức tỉnh biết pháp, nguyện tu theo Phật, nguyện cho tất cả mọi người trong xóm làng ai nấy cũng đều được thức tỉnh, nguyện cho mọi người đều được bình an, thì đâu có lỗi lầm gì, đâu mắc tới tội tham, phải không? Còn cái này dành cho mình không, cái gì cũng mình, thì như vậy đó là cái tham. Mà tham đó nó thuộc về tà, nó không phải là chánh. Như vậy thì quý Phật tử hiểu cho kỹ, chúng ta phải phân biệt tà chánh rành rẽ thì khỏi đọa vào súc sanh. Như vậy thì ba cái điều biết rõ thiện ác, biết rõ tội phước, biết rõ tà chánh, bảo đảm đời sau không có đọa làm súc sanh. Mà ai làm cho quý vị biết rõ là chư tăng. Cho nên quy y tăng đó, tức là nhờ chư tăng giải thích cho mình biết rõ, biết rõ cho nên mình không còn rơi vào đó nữa. Thì như vậy khi bắt đầu quy y Tam Bảo, quý Phật tử đã được thoát khỏi ba cái nhân địa ngục ngạ quỷ súc sanh rồi, phải không? Như vậy trên đường tu mình chắc chắn rằng không phải bị đau khổ trong ba đường ác. Nhưng mà lại làm sao được đi đường lành? Làm sao được đi đường lành? Đường lành tức là người Atula và cõi trời. Thì muốn được đi trở lại làm người tốt thì phải giữ năm giới. Đó, quý Phật tử có giữ chưa? Giữ năm giới đó gọi là nhân thừa Phật giáo. Giữ giới không sát sanh, tức là không giết người, vân vân, thì đời sau, đời này được bình an, đời sau sanh ra được tuổi thọ dài. Giữ giới không trộm cướp, đời này mình không có bị tù tội, mà đời sau sanh ra lại có của cải nhiều. Giữ giới không tà dâm thì đời này mình là người nghiêm chỉnh, nghiêm trang, tề chỉnh, có phẩm giá cao, đời sau sanh ra lại đẹp đẽ trang nghiêm. Giữ giới không nói dối thì đời này được mọi người tin, đời sau sanh ra nói năng lưu loát, nói ra ai cũng quý cũng tin. Giữ giới không uống rượu mạnh, uống say, thêm nữa là hút ốc phiện, xì ke ma túy, thì đời này được tỉnh táo sáng suốt, đời sau sanh ra trí tuệ thông minh. Như vậy có bình an không? Chỉ tu năm giới thôi mà đời này mình là một con người đứng đắn ở trong xã hội, phải không? Không ai dám khinh. Như vậy có phải đời này được an lạc mà đời sau càng an lạc hơn không? Như vậy mới thấy cái tu nó có lợi ích cụ thể, thiết thực, chứ không phải tu là cái chuyện gì huyễn, huyễn hoặc, hay là tu là cái chuyện gì nó mơ hồ. Tu là một cái lợi ích thiết thực. Bởi vậy bây giờ
quý Phật tử cứ kiểm điểm lại. Giả sử chúng ta có được 100 người, 100 gia đình tu theo Phật, giữ tròn năm giới, ở chung một xóm, thì xóm đó chúng ta có lo sợ cái gì không? Không có gì phải lo sợ, nghĩa là không sợ người ta hại mình, không sợ người ta trộm cắp của mình, không sợ người ta phá gia can của mình, không sợ người ta dối gạt mình, cũng không sợ họ sai xưa phá phách mình, phải không? Thì cái xóm đó, cái làng đó bình an vô cùng. Mà nếu sống như vậy, đó là sống an lạc cho mình và cho mọi người. Đó là cái hiệu quả của tu. Tu nó đã giúp cho bản thân chúng ta tốt, mà gia đình chúng ta bình an, mà cả cái xã hội cũng tốt đẹp nữa. Bây giờ quý vị nghĩ, trong xã hội này có lúc nào mà chúng ta thấy một xóm một làng được bình an như vậy không? Chắc khó kiếm lắm. Lúc nào cũng có cái lo âu sợ sệt, chung quanh mình có những người không tốt. Như vậy thì đạo Phật cụ thể là đem lại sự bình an cho mọi người, đem lại sự tốt đẹp cho xã hội. Mà rất tiếc Phật tử tu theo đạo Phật mà không biết mình đang làm cái gì, phải không? Kết quả ra sao không biết luôn. Tới quy y thì cứ quy y, tin Phật quy y, rồi giữ năm giới thì ráng hứa giữ, chứ cũng không biết cái lợi ích nó thế nào. Cho nên rồi sự tu nó mơ hồ, nó không có rõ. Bây giờ quý Phật tử nắm vững như vậy, biết rõ ràng như vậy, thì giả sử khi nào chúng ta cái tuổi thọ sắp mãn, có những người đi tới hỏi: anh chị theo đạo Phật, tu cư sĩ tại gia, vậy thì khi chết anh chị đi đâu? Thì quý Phật tử nói sao? Bảo đảm tôi trở lại làm người tốt hơn bây giờ, phải không? Bảo đảm tôi sẽ trở lại làm người tốt hơn bây giờ. Mà nếu tốt hơn bây giờ thì ngày nay chiếc xe cũ của mình nó hư, ngày mai mình có chiếc xe mới tốt hơn, thì chiếc xe cũ mình có tiếc không? Bỏ có tiếc không? Đâu có tiếc. Như vậy là không sợ chết. Chết mà yên lòng, mình ra đi tương lai sáng sủa hơn, đẹp đẽ hơn. Như vậy thì quý vị thấy cái tu nó có một cái công hiệu vô cùng. Còn giờ mình không biết ngày mai mình nhắm mắt rồi ra sao, tương lai mù mịt thì chết rất là sợ. Sợ gì mình không biết cái ngày mai. Còn bây giờ mình theo Phật, mình hiểu, mình tu theo Phật rồi, thì cái ngày mai mình nắm vững, không nghi ngờ. Như vậy thì cái tu vừa là giúp cho chúng ta hiện tại sống an lành, mà cái giờ phút ra đi chúng ta lại càng vững vàng, không sợ sệt. Có phải là an lành trọn đời không? Đó, nói như vậy để quý Phật tử thấy cái giá trị của cái tu. Đó là tôi nói phần tu để được an lạc đời này và đời sau. Quý vị tin được điều đó không? Đó là một lẽ thực chứ có gì đó. Nhân quả, bởi vì chúng ta không sát phạt mạng người thì đời sau chúng ta sống dài, vì mình còn giữ cái mạng sống của người, mình tôn trọng mạng sống của người thì mình sau mạng sống mình dài. Đó, mình không trộm cướp của người thì đời sau của cải mình nhiều, thì cái đó là cái nhân tốt sẽ được cái quả tốt, chứ không có cái gì. Bây giờ nói tới tu giải thoát. Nói tới tu giải thoát này thì hơi khó một chút, nhưng tôi phải nói. Bởi vì ở trong đây, buổi tụng kinh nào quý Phật tử có quên bài kinh Bát Nhã không? Có thiếu không? Buổi tụng kinh nào cũng có bài kinh Bát Nhã. Bởi vậy cho nên Phật muốn đưa chúng ta tu từ là một con người lương thiện, hiền lành, tốt đẹp, rồi để tiến lên một con người trí tuệ sáng suốt,
để giải thoát sinh tử. Trong mỗi buổi tụng kinh đều có mang tính chất đó hết. Mà rất tiếc, Phật tử tụng thì tụng, mà hiểu thì không hiểu. Như giờ tụng Bát Nhã thuộc lòng, mà trong kinh Bát Nhã quý vị nhớ chỉ câu đầu thôi: Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách. Nghĩa là sao? Bồ Tát quán tự tại khi ngài thực hành sâu về cái trí tuệ Bát Nhã thì ngài soi thấy năm uẩn đều không, cho nên ngài qua hết tất cả khổ nạn. Một câu đó mà quý Phật tử có thấm chưa, có hành chưa, hay là tụng cho Phật nghe? Có lẽ là tụng cho Phật nghe nhiều hơn là tụng để mà mình thấm, mình hành. Thì tôi chỉ giải thích một câu đó thì quý Phật tử thấy cái giá trị nó siêu thoát vô cùng. Bởi vì bài kinh đó là bài kinh trí tuệ, mà trí tuệ đó là trí tuệ của Phật, chứ không phải trí tuệ của thế gian. Trí tuệ của Phật là cái trí tuệ siêu xuất thế gian. Vì vậy mà đây gọi là giải thoát đó. Tất cả chúng ta tu ai cũng thuộc lòng bài kinh Bát Nhã. Nhưng mà cái câu đầu đó, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, thì chúng ta biết chữ chiếu kiến và biết ngũ uẩn rõ chưa? Chiếu kiến là soi xét, dùng trí tuệ soi xét cái thân năm uẩn này đều không, thì tất cả khổ ách liền qua hết. Như vậy quý vị thấy hết sức là giản đơn, phải không? Chỉ một câu thôi mà làm đúng á, thì chúng ta hết tất cả khổ ách. Nhưng bây giờ chúng ta tu 5 năm, 10 năm tụng Bát Nhã cũng trăm biến, ngàn biến, mà hết khổ ách chưa? Còn nguyên, khổ ách còn nguyên, không hết chút nào. Đó là chưa có hiểu ý nghĩa của tinh thần Bát Nhã. Bởi vì trong Bát Nhã có chia ra làm 3 phần: văn tự Bát Nhã, chiếu kiến hay là quán chiếu Bát Nhã, rồi thật tướng Bát Nhã. 3 cái đó, văn tự Bát Nhã giống như là chúng ta muốn qua sông được bước xuống con thuyền, ngồi trên con thuyền mà chúng ta không chịu chèo, không chịu bơi, hay nói theo ở bên này là không quay máy chạy, thì cứ ngồi đó hoài, chừng nào chúng ta qua được sông. Cho nên văn tự rồi thì phải qua cái chiếu kiến đó, tức là quán chiếu đó, soi bằng trí tuệ thấy năm uẩn đều không, thì chừng đó mình mới đi qua được hết cái khổ ách. Hết khổ ách tức là sẽ đi tới thật tướng Bát Nhã, là lên bờ đó. Như vậy thì chúng ta chỉ tụng đọc mà không chịu soi xét, làm một việc ban đầu của phần tu về Bát Nhã. Mà làm việc ban đầu đó thì lý đáng chúng ta phải tiếp thứ hai rồi mới tới cái thứ ba. Nhưng mà việc ban đầu đó chúng ta dừng ngang đó, dừng mãi chỗ đó, thì chừng nào tới cái thứ hai, thứ ba? Mục đích là cái thứ ba là đến bờ. Mà bây giờ chỉ có ngồi trên thuyền hoài chờ, chắc riết là tới thuyền mục mình chìm luôn, phải không?
chứ không tới bờ bên kia được. Đó là cái chỗ mà chúng ta hiện giờ đang mắc kẹt. Như vậy thì chiếu kiến ngũ uẩn giai không á, thì mới độ nhất thiết khổ ách, tức là mới qua tất cả khổ nạn. Nhưng mà chữ giai không này là nhiều người hiểu lầm, rất là lầm. Chẳng những là cư sĩ mà kể cả người tu cũng vẫn hiểu lầm. Cho nên ở trong nhà Phật có dùng cái câu: thà là chấp có bằng núi Tu Di, không nên chấp không bằng hạt cải. Chấp không là cái tai họa, rất là sợ. Mà nghe nói chiếu kiến của vấn gia không thì ta tưởng nó là chấp không, nhưng mà không phải vậy. Cái điều này tôi phải dẫn chứng cụ thể để cho quý vị thấy chữ không của Bát Nhã. Thí dụ tôi đưa cái bàn tay lên, cái tôi co năm ngón lại, thì khi co năm ngón lại thì quý vị nói cái này cái gì? Nắm tay. Nắm tay này có thiệt hay là không? Đó, bây giờ phải nhận cho ra nó có thiệt hay là nó không. Đang thấy rõ ràng nó không sao được, phải không? Còn nếu quý vị nói ấy, nói có thiệt thì tôi buông ra kiếm, nắm tay có không? Không. Như vậy còn có thì nó còn có, buông ra thì không còn. Như vậy thì nắm tay nói thế nào cho đúng cái nghĩa của nắm tay? Nói không không được mà nói có cũng không được. Bây giờ nói sao? Ở đây thì tôi nói thế này cho quý vị hiểu cho tường tận. Nắm tay này chúng ta không có quyền nói thật có, vì đó là sai lầm. Và không có quyền nói thật không, vì mắt đang thấy, phải không? Cũng là sai lầm. Nói thật có, nói thật không đều là cái chấp một bên, là cái sai lầm. Bây giờ nói sao mà hết sai lầm? Thì bây giờ đây tôi chia nó ba thời. Thời thứ nhất là trước khi tôi co năm ngón lại có nắm tay không? Trước khi chưa co năm ngón thì không có nắm tay. Khi tôi đang co năm ngón lại mà tôi nhìn từng ngón tôi phân tích, đây là ngón cái, đây ngón trỏ, đây ngón giữa, đây ngón áp, đây ngón út, mỗi ngón riêng biệt thì có nắm tay không? Như vậy đang có mà nó cũng là không. Nếu phân chia ra thì không, rồi buông ra thì nó có hay không? Như vậy thì ba thời: trước, giữa và sau, hay là quá khứ, hiện tại và vị lai, nắm tay bản tính nó là không, phải không? Đợi năm ngón co lại là duyên hợp. Duyên hợp nó có, mà đã là duyên hợp thì hợp thì phải tan, chứ ai nắm hoài chịu nổi, phải không? Nắm phải buông. Như vậy thì cái hợp rồi phải tan, như vậy hợp rồi phải tan thì cái đó thiệt không? Nó thiệt hay không? Như vậy thì nắm tay cái bản tính nó là không, đợi duyên hợp mới có. Duyên hợp mới có, trên có là giả có không thiệt. Quý vị chịu chưa? Chấp nhận chưa? Có ai không chịu thì nói cho tôi nghe coi. Như vậy là một lẽ thật rồi, phải không? Tất cả chúng ta thấy đó là một lẽ thật từ cái nắm tay. Rồi đi xa hơn, cái bàn này có phải duyên hợp không? Mà duyên hợp thì tánh là sao? Tánh có không? Tánh là không, đợi duyên hợp mới có. Mà duyên hợp có thì gọi là giả có. Giả có. Rồi như giờ tất cả chung quanh này, cái gì có phải là duyên hợp hay không? Là duyên hợp. Tánh không, duyên hợp giả có. Như vậy thì cái tánh không ở nắm tay này, nó có rời nắm tay mà có tánh không không? Ngay nơi nắm tay biết
nó tánh là không, mà nắm tay là sắc tướng mình thấy. Cho nên trong kinh đó, sắc tức thị không đó. Không phải không ngơ, không là tánh là không. Từ không tức thị sắc, từ cái không duyên hợp thì có sắc, phải không? Như vậy thì hiểu được cái nắm tay là giả tướng, từ hình sắc mà thấy tánh là không, từ tánh không duyên hợp nó có hình sắc. Rồi trở lại thân của chúng ta thì sao? Nắm tay thì quý vị dễ đoán rồi đó. Thân mình thì sao? Thân mình thiệt hay giả? Nếu giả thì bị ai nhéo một cái thì có giận không? Đó, đó là động tới nó, phải không? Còn động nhẹ hơn là mắng một câu, mình có giận không? Đó, cái chỗ đó là cái chỗ thiết yếu của sự tu đó. Chúng ta thấy đúng như thật rồi ứng dụng tu, chứ không phải chúng ta tưởng tượng, mà phải thấy. Từ cái nắm tay chúng ta nhìn qua cái thân này, thân này là sắc quẩn đó, hình sắc. Do cái hình sắc này là tứ đại hợp, phải không? Đất, nước, gió, lửa, bốn thứ hợp lại thành. Đó là phân tích đơn giản của nhà Phật. Còn nếu phân tích sâu hơn nữa thì Phật nói trong đây nó có vô số vi trùng. Theo trong kinh, trong kinh Phật giải rằng, tôi đọc chữ Hán quen, Phật nói rằng nhân thân chi nội hữu vô số vi trùng tại trung nhi trú. Mà trong đó trùng đó là cái chia hai, hộ trùng và ngoại trùng. Cái trùng mà nó ủng hộ, nó bảo vệ, và cái thứ trùng mà nó phá hoại. Thì bây giờ lời giải thích của y học bây giờ thì nó khác, nhưng mà nó có giống không? Tế bào, có những cái tế bào nó phá hoại, có những cái tế bào nó bảo vệ mình. Thì như vậy, đứng về y học hiện tại thì nó là vô số tế bào, phải không? Còn đứng về con mắt Phật nhìn thì nó vô số vi trùng. Tại sao tế bào mà Phật nói là vi trùng? Bởi vì nó có động không? Nó có sống không? Thì như vậy đó, giống vi trùng vậy, phải không? Nó đâu có gì lạ. Như vậy thì với con mắt Phật nhìn thân có vô số vi trùng vậy thì nó không phải là cái thiệt. Còn nếu phân tích đơn giản là chỉ đất, nước, gió, lửa, chất cứng là đất, chất ướt là nước, chất động là gió, chất ấm là lửa. Và bốn cái này chúng ta thiếu một cái được không? Nếu đất hoại thì cũng chết, phải không? Rồi đất, rồi nước, nước nó cạn nó chết không? Cũng chết. Rồi gió dừng có chết không? Chết. Hơi ấm tan có chết không? Chết. Mà bốn cái này nó hội hợp lại thành đó, nói đơn giản bốn cái nó hợp lại thành, mà có hợp thì phải có tan. Cho nên trong kinh có dùng cái thí dụ mà nếu mình càng nghĩ thì mình càng thương mình. Phật nói có một người họ đang cái lòng cái rồi họ bắt bốn con rắn, họ bỏ vô chung cái lòng, mà bốn con rắn đó bốn rắn độc mà nó lại cự lộn hoài, đứa này cự đứa kia, nó cứ cắn mổ, mà cái ông chủ nhà vừa lo cho nó ăn vừa can thiệp đừng cho nó cắn lộn, cực không? Quý vị thấy ông chủ nuôi bốn rắn có cực không? Nghĩa là cho nó ăn đã là mất công rồi, mà còn phải can thiệp đừng cho nó cắn lộn nữa, thì coi như cả ngày không có gì khác hơn à, cái chuyện cho ăn và can thiệp đừng cho nó cắn lộn nhau. Đó, như vậy giữ gìn đáo để một thời gian cái vỏ nó lủng đi, cái mỗi con chạy mỗi
mở gốc. Thì ông chủ nhà nếu mà rắn nó chạy mất hết thì mừng hay là buồn? Lẽ ra là mừng, nhưng mà ông buồn, ông lại sắm cái giỏ khác, làm cái giỏ khác mới, rồi ông cũng nuôi bốn rắn nữa. Rồi kiến dạy tiếp tục đời này nuôi rắn, đời sau nuôi rắn, nuôi mãi mãi. Quý vị nghĩ thương cho ông chủ đó không? Ông chủ thiệt là đáng thương, tội gì mà như vậy? Đó, Đức Phật thương mình cũng giống vậy đó. Chúng ta nè, đất, nước, gió, lửa là bốn con rắn đó. Bốn rắn đó, quý vị thấy, mỗi ngày thiếu nước thì phải cho ly nước, phải không? Thiếu gió thì phải kiếm chỗ nào không khí trong lành hít thở. Rồi thiếu thức ăn, thiếu đất thì phải kiếm cơm, kiếm bánh mì cho nó, dồn vô cho nó. Đó, nếu mà nó hơi lạnh phải kiếm đồ làm cho nó ấm. Như vậy đó. Mà quý vị thấy nó có ưng ý hòa hợp sống với nhau không? Ít bữa thì đất nó lấn nước, ít bữa nước nó lấn đất, cái rồi đất nó bị suy yếu sanh ra bệnh. Rồi ít bữa lửa nó cũng lấn nước, làm cho nước sôi lên rồi bệnh. Rồi ít bữa gió nó thổi mạnh quá, cái đất rung rinh thành bệnh. Bởi vậy quý vị thấy rõ ràng khi nào trúng gió thì làm gì mau hết, cạo gió. Rồi như vậy gió thổi vô nhiều quá, đất nó rung rinh chứ không nổi, cho nên phải đi đánh gió cấp tốc cho nó tan ra, cho bớt. Thì như vậy khi nào mà nóng thì phải kiếm đồ mát uống vô, để luôn luôn là can thiệp. Quý vị có can thiệp nhiều không? Dầm chừng hoài đó, hết không được. Như vậy thì chúng ta cả đời lo nuôi nó, can thiệp cho nó được hòa lại. Vậy đó mà cuối cùng cái vỏ này tới cái lúc hư cái nó chạy hết trơn, không thương tiếc gì mình. Thì khi mà nó bỏ mình rồi, lẽ ra mình thức tỉnh, thôi đừng có nuôi nữa. Nhưng mà không, bỏ cái này thì làm cái vỏ khác cho chắc hơn, để mà nuôi những con rắn khác. Đó là cái dòng luân hồi lẫn quẩn của chúng ta. Mà quý vị nghĩ việc làm của chúng ta có giống như là việc làm của con giá tràng không? Cứ xe cát lên làm một cái cụm như cái núi nhỏ, cái sóng ùa vô cuốn đi mất hết, rồi xe nữa cứ làm hoài. Thấy con giá tràng mình thương thì Phật thấy chúng ta, Phật cũng thương như vậy đó. Cứ tiếp tục mà làm, tiếp tục mà giữ, mà giữ không được. Đó, thì như vậy thì cái thân sắc quẩn này là do tứ đại hòa hợp. Hòa hợp thì nó không thiệt, mà chúng ta lại thấy như sao? Thấy như sao? Nói thật thà tôi nghe coi. Lý thì nó không thiệt, mà trên hiện tượng này thì mình thấy nó thiệt. Bởi thấy thân này là thiệt cho nên rồi làm gì cho nó? Vì gì thấy nó thiệt thì những cái nhu cầu mà nó cần, nó đòi đó, thì phải làm cho nó thỏa mãn, phải không? Bây giờ nó thèm cái thức ăn ngon thì phải chạy cho có thứ ăn ngon. Nó thích muốn mặc cho đẹp, phải tìm mặc nó cho đẹp. Như vậy đó là thỏa mãn tất cả nhu cầu. Mà mình muốn làm thỏa mãn nhu cầu, mà cái thỏa mãn nó tới chừng nào mới thỏa mãn? Được một nó đòi hai, được hai nó đòi bốn, cái đòi hoài, đòi tăng lên hoài, thì làm sao thỏa mãn đây? Mà nếu tất cả thế gian ai cũng muốn thỏa mãn nhu cầu của cái thân xác thịt này thì có đụng chạm quyền lợi nhau không? Vì mình muốn thỏa mãn cái nhu cầu đó cho nên mình muốn góp, muốn dùa hết tất cả về mình, thì người khác họ cũng muốn thỏa mãn, họ cũng giành lợi, thì hai bên có cái gì? Có đấu tranh, có giành giật.
Như vậy thì đó là cái gốc của khổ, phải không? Bây giờ mà mình biết nó là giả, mình không có giành giật gì ai hết, mình nuôi nó vừa đủ thôi. Biết bây giờ lỡ rồi ráng nuôi, chứ không có gì quan trọng. Biết lỡ mang cái thân này thì nuôi cho nó sống, giữ cho nó mạnh, chừng nào hết thì đi, không có gì quan trọng hết. Thì được nhiều được ít vừa phải thôi, không có tham. Không có tham thì bớt khổ, phải không? Thấy được sắc quẩn không thiệt thì mình bớt tham. Bớt tham thì bớt khổ. Bớt khổ cho bản thân, bớt khổ với mọi người chung quanh, rồi cũng không có cái khổ giành giật nhau để rồi sát phạt nhau. Đó. Mà bây giờ quý vị nhìn trên thế gian này coi, có phải vì cái thấy thân thiệt rồi đuổi theo tìm kiếm vật chất cho nó thỏa mãn, mà chưa thỏa mãn thì cứ giành nhau, đánh nhau, đập nhau, cướp giết nhau. Đó là vì cái mê lầm chấp thân là thiệt. Như vậy nếu bây giờ không chấp thân thiệt thì tất cả phần vật chất chúng ta bớt khổ chưa? Bớt khổ ngay. Mà thấy thân không thiệt thì chúng ta không còn có cái tâm giành giật được phần hơn về nó. Thì như vậy là bớt khổ rồi. Độ được phần khổ chưa? Còn một cái nữa, cái nữa khổ đậm hơn mà chúng ta không thấy. Hiện giờ tất cả quý vị khi nào suy nghĩ một việc gì, suy nghĩ rất kỹ, rất chín chắn, mình cho rằng suy nghĩ đó là đúng, rồi về nói cho vợ con trong nhà nghe, à tôi suy nghĩ đó, cái đó là đúng rồi đó. Rồi vợ con nếu có vợ hay là con phản bác lại, cái nó chưa đúng, thì lúc đó làm sao? Lúc đó liền nổi sân, thấy không? Nổi sân thì khi nổi sân rồi thì nó sẽ có những cái gì tới nữa. Đó. Như vậy thì cái suy nghĩ của mình cho là đúng, ai phản bác lại là mình chống đối thẳng tay. Nhưng mà thưa quý vị, suy nghĩ mình có đúng không? Quý vị nhớ cái đúng chừng bao nhiêu phần trăm? Bởi vậy cái chỗ này là chúng ta phải đi sâu rồi mới thấy cái giá trị của nó. Cái suy nghĩ của mình, bởi vì suy nghĩ là cái tâm hư giả, nó sinh diệt, chứ không phải nó là chân lý, nó không phải là cái thật. Mà nó suy nghĩ là do cái kinh nghiệm, những cái sự trải qua, rồi kết luận lại, đưa ra một cái lý luận cho như vậy là đúng. Nhưng mà suy nghĩ đó kiểm tra lại, giả sử có đúng thì đúng với một giai đoạn, với một thời gian. Qua giai đoạn khác, thời gian khác là không đúng nữa, phải không? Vậy mà khi mình suy nghĩ mình cho là đúng rồi, người khác nói là sai, có nổi giận nhiều ít đó. Thì chính vì cái đúng cái sai đó mà trong gia đình, ngoài xã hội gây không biết bao nhiêu sự buồn khổ. Có khi nào chồng nghĩ một đàn, vợ nghĩ một ngã mà sống có hạnh phúc không? Không bao giờ có hạnh phúc, chỉ có chia ly chứ không có hạnh phúc được, phải không? Đó, rồi anh em ruột với nhau mà người nghĩ thế này, kẻ nghĩ thế khác, luôn luôn là ngược nhau, thì còn thân tình không? Thậm chí cha với con mà con nghĩ khác cha thì cha con còn thương không? Đó là một cái họa lớn cho xã hội. Bây giờ tôi nói một việc mà từ xưa đến giờ chúng ta quý trọng cung kính, mà bây giờ nó khác. Như
Tất cả chúng ta, tổ tiên chúng ta, ai mà không tôn trọng Đức Khổng Tử là bậc thánh, phải không? Mình coi Ngài là bậc thánh, những cái gì Ngài nói thì coi như khuôn vàng thước ngọc. Nhưng mà bây giờ nếu Ngài còn sống lại, Ngài thấy mấy cô phụ nữ Việt Nam ở bên đây, Ngài có lắc đầu không? Ngài có nói bây giờ quý vị có chấp nhận Ngài là thánh để quý vị tuân theo nữa không? Như vậy thì cái đúng của Ngài thở trước mà mọi người tôn sùng bây giờ nó hết đúng rồi, phải không? Ở cái tam tùng tứ đức đó là tam tùng, quý vị chấp nhận không? Tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử, nó chịu một hệ thống cha chồng rồi tới con luôn nữa. Như vậy đó, giờ quý vị chấp nhận không? Không. như vậy là quý vị đã không chấp nhận cái chủ trương thánh của Đức Khổng Tử rồi. Rồi thêm nào là người nữ thì khuê môn bất xuất rồi gì đủ thứ hết. Bây giờ quý vị có chấp nhận được cái đó không? Lái xe chạy dù dù đi làm khuê môn bất xuất cái gì? Thì như vậy thì mới thấy rằng cái phải của ngày xưa không phải là cái phải của ngày nay. Mà ngày xưa đó mình tôn là bậc thánh mà cũng còn phải chỉ có một thời gian thôi, chứ nó không phải hoài. Rồi bây giờ quý vị nhìn ra những cái phải của tập thể này, tập thể nọ trên thế gian, nhiều khi họ đề ra một lý thuyết hay, cái rồi kêu gọi mọi người nghe cũng có lý thì tin theo. Rồi bên khác cũng đề ra một lý thuyết hay, kêu gọi mọi người nghe thấy cũng hay, có lý, cái theo. Rồi hai bên, mỗi bên theo mỗi lý thuyết, mà hai lý thuyết nó ngược nhau thì sao? Đó, rồi đi tính lộn nhau đó, có phải khổ không? Như vậy mới thấy cái chấp thân nó khổ rồi, mà cái chấp tâm nó cũng khổ nữa đó. Cái khổ đó là khổ vô cùng chứ không phải thường. Như vậy thì thọ, tưởng, hành, thức, bốn cái đó là tâm. Thọ là cảm giác, cảm giác vui, cảm giác buồn, cảm giác những cái gì mình thích, không thích, vân vân. Rồi tưởng là tâm tưởng đó, mà giờ ta hay nói lý tưởng đó. Hành là suy tư, thức là phân biệt. Thì đây nói bốn cái, nhưng bây giờ chúng ta có thể nói gọn hơn là những cái suy tư của mình, những cái lý tưởng của mình nó đẹp chỉ ở một thời gian nào, chứ nó không phải là chân lý cứu kính. Bởi vậy tôi quý Đức Phật vô cùng, là vì Ngài dạy một câu mà quý vị nghĩ chúng ta sống được là an lành biết mấy. Ngài bảo rằng người tôn trọng chân lý là khi mình nghĩ điều gì chỉ nói rằng đây là cái nghĩ của tôi, người khác nghĩ điều gì cũng cho là cái nghĩ của tôi, đừng thêm chữ đúng. Không có chữ đúng thì có cãi không? Thì ai cũng có quyền nghĩ, đó là tôn trọng chân lý. Còn mình nói đúng mà ai không chịu nghe cái thì mình phản bác lại, thì đó là cái bệnh độc tài, phải không? Cái bệnh đó thì ở Việt Nam nhiều chứ ở bên đây chắc ít rồi. Thì quý vị mới thấy rõ rằng những cái mà ngày xưa chúng ta tưởng là phải, nhưng bây giờ nó không phải. Như vậy thì cái suy nghĩ nó không có chân lý. Và bây giờ nói gần như luật pháp của mỗi nước, luật pháp có thống nhất không? Cũng không thống nhất. Cái lẽ phải của nước này không phải lẽ phải của nước kia. Thì mấy ông ngồi bàn bóp đồ bóp tráng tìm ra một lý gì đó đã. Rồi giả sử một nước mà 5-10 năm cái nó cũng lạc hậu, rồi phải bàn lại, phải bỏ bớt cái nào đó, phải thêm những cái gì đó. Như vậy thì trên thế gian tất cả những cái suy luận tìm hiểu không có phải là chân lý, mà chúng ta đặt nó thành chân lý, cái đó là cái quả.
Cái sai lầm đó thì bây giờ hai cái phần tôi chỉ nói đơn giản là sắc quẩn và tâm quẩn. Hai cái đó mà mình biết nó không thiệt thì quý vị nghĩ sao? Có hết khổ không? Thì đó tất cả khổ ách rồi. Vậy đó mà quý vị đọc hồi xưa tới giờ thuộc lòng lào lào mà khổ ách còn nguyên là tại vì không thấy được cái chỗ quan trọng, chỗ tổ cùng ở trong Phật muốn dạy. Vì vậy mà tôi nói lời Phật là lời vàng, chỉ một câu mà chúng ta khéo tìm hiểu thấu đáo để chúng ta qua hết tất cả khổ nạn. Một câu thôi, không có nhiều. Như vậy thì cái người học đạo là phải có một cái nhìn tường tận lời Phật dạy, chứ không phải đọc thuộc lòng lời Phật dạy. Mà nhìn tường tận rồi ứng dụng trong cuộc sống, đó là tu. Bây giờ thấy thân không thiệt, thấy cái tâm mình suy nghĩ không chấp cái nào là thiệt hết thì còn khổ không? Mình suy nghĩ một cái điều gì mình cho là đúng, mình nói với bạn bè người đó nói tôi nghĩ khác, tôi thấy cái đó không đúng, cái thì cười phải phải, cái suy nghĩ là giả mà đúng sao được, thôi què, thấy không? Không ai hơn ai hết. Như vậy đó là chúng ta sống an lành tự tại, sống không giành giật nhau bằng vật chất, sống không có độc tài về tinh thần. Bây giờ quý vị nhìn, chẳng những là người đời mà kể cả người tu nhiều khi cũng bị cái bệnh đó nữa. Nghĩa là cái gì mình theo cho đó là chân lý, khác với cái mình thì cho đó là tà, phải không? Cái đó cũng là một cái lối bệnh á. Cho nên đạo Phật đặc biệt là dạy mình tu chứ không bắt mình theo. Tôi nói cái hết sức là giản đơn, năm giới là cái điều thiết yếu của sự sống của mình. Mà khi quý thầy giải thích rồi, hỏi Phật tử, hỏi là giới thứ nhất suốt đời không được sát sanh, Phật tử có giữ được không? Nếu giữ được, dạ con giữ được thì giữ. Còn nếu giữ chưa được, cái làm thinh là chưa giữ. Phật không có bắt. Vì đó lợi ích cho mình, Phật buộc phải phương tiện vậy, chứ không phải Phật bắt mình phải giữ những cái đó cho Phật. Thì chỉ cần thấy năm quẩn đều không, mà không đây không phải là không ngơ, không là tánh nó là không, thì tất cả khổ nạn đều qua. Quý vị thấy có thấm chưa? Một câu đó mà mình hiểu thấu, mình sống được là mình tu hay quá rồi, đâu còn cái gì làm phiền. Nhưng mà rồi qua một bậc nữa thì quý vị mới thấy cái đặc biệt. Rồi từ cái tánh không đó, Phật nói nào là sáu căn, sáu trần, sáu thức cũng đều là duyên hợp, là tánh không. Nhưng mà tới cái chỗ quan trọng là cái giáo lý. Giáo lý như là pháp tứ đế, thập nhị nhân duyên. Đối với các kinh điển nguyên thủy thì tứ đế thập nhị nhân duyên là chân lý. Mà ở đây lại nói sao? Tứ đế thập nhị nhân duyên chân chân cũng lại như thế, cũng là tánh không duyên hợp. Thì chính khi xưa tôi đọc tôi cũng hơi khó xử mấy cái chỗ đó. Tôi thấy rằng pháp thế gian thì duyên hợp hư giả, còn giáo lý của Phật mà là giáo lý lời vàng ngọc của ngài dạy mà nó giả nữa sao? Nhưng mà bây giờ mới thấy hay, vì giáo lý đạo Phật, Phật nói pháp của Phật dạy như là ngón tay chỉ mặt trăng, hay là như là thuốc để trị bệnh người. Như vậy thuốc trị bệnh, bệnh do uống thuốc mà lành, thì cái bệnh nó thiệt không? Bệnh nó không thiệt. Mà thuốc trị bệnh rồi, bệnh lành rồi, thuốc bỏ hay thuốc giữ? Nếu ai lành bệnh mà cứ uống tiếp tục hoài thì sao? Nó thành bệnh. Như vậy thì thuốc trị bệnh
thì bệnh hết thì thuốc cũng bỏ luôn, phải không? Bệnh giả thì thuốc đâu có thiệt đó. Mà từ chỗ đó tôi mới thấm cái đoạn mà trong kinh kể lại khi Phật ngồi với cổ Bồ Đề, ngài được giác ngộ. Mà khi đi tu á, ngài thể rằng nguyện tìm ra cái chân lý để mà giáo hóa cho chúng sinh. Mà khi giác ngộ rồi thì lẽ ra ngài phải đứng dậy cái đi tìm người này người kia giáo hóa, mà ngài trù trừ không chịu đi. Rồi đợi tới chư thiên xuống năm lần bảy lượt khuyên ngài, ngài mới dùng phương tiện mà giáo hóa. Như vậy thì cái chỗ chân thật không phải dễ chỉ cho mọi người, mà phải dùng phương tiện để mà chỉ cho người ta nghe, người ta hiểu, rồi họ tu từ từ. Cho nên tứ đế thập nhị nhân duyên là phương tiện của Phật dạy. Như vậy thì đó là phương tiện, thì đâu phải là cái chỗ chân thật, nhưng mà nhờ cái phương tiện đó gọi là thuốc để trị bệnh cho chúng ta bớt bệnh. Như vậy thì mới thấy rõ rằng Phật dạy, do cái lời chỉ dạy của Phật mà chúng ta thấm, chúng ta biết được lẽ thật, rồi chúng ta hết khổ. Hết khổ rồi thì cái pháp của Phật cũng bỏ luôn, phải không? Đó, cũng như người bệnh nhân thuốc, chúng ta uống lành bệnh thì thuốc cũng phải nghỉ, phải ngưng. Đó là một chân lý không chối cãi được. Nhưng mà còn điều đặc biệt nữa, thì nếu người đọc kinh Bát Nhã không khéo thì thấy nó có cái mâu thuẫn lạ, là câu dĩ vô sở đắc cố Bồ đề tác đỏ y Bát Nhã ma la mật đa cố tâm vô quái ngại, vân vân. Vì không có cái sở đắc nên là Bồ Tát tu mới được tâm không có ngăn ngại. Vì không ngại chứ xa lìa khủng bố, rồi cứu cánh niết bàn, tức là đạt đến niết bàn. Rồi chư Phật ba đời cũng nhờ Bát Nhã đó mà đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô sở đắc mà sao lại đắc? Đó là một cái mâu thuẫn mà nếu mình đọc và đọc xuông xuông không thấy, nhưng đọc kỹ mới thấy cái lạ lùng đó. Thì như vậy, tại sao mình ruồng bỏ hết tất cả những cái chấp về thân, chấp về tâm rồi, thì còn cái gì sở đắc? Cho nên không có sở đắc, không có sở đắc. Nhưng mà tại sao không có sở đắc mà lại đắc? Đó là quý vị mới thấy nó có những cái thầm kín lạ thường mà chúng ta đọc chứ không có nắm vững được. Sở dĩ nó vô sở đắc là vì những cái mê lầm chúng ta dẹp bỏ hết cái mê lầm chấp thân, dẹp bỏ hết cái mê lầm chấp tâm, dẹp bỏ hết cái mê lầm chấp cảnh, rồi dẹp luôn cái pháp, không còn chấp pháp nữa. Đó gọi là vô sở đắc. Tất cả cái đó đều không có thể được. Vì không được tất cả cái đó thì tâm của mình lúc đó là sao? Không còn dính chấp một cái gì hết. Lúc đó mình hết trơn hay còn cái gì? Người đời cứ sợ không chấp thân, không chấp tâm rồi mình không còn gì hết, lấy gì mà sống, phải không? Cứ lo mất cái đó không còn gì. Nhưng mà sự thực không phải vậy. Khi mình không chấp tất cả những cái đó rồi thì cái tâm chân thật của mình nó hiện tiền. Cái tâm chân thật hiện tiền đó là cái mà đưa mình tới được giác ngộ viên mãn. Cho nên thành Phật đó, nên được thành Phật. Bởi vì chúng ta mê chấp thân, mê chấp cái tâm lăng xăng vọng tưởng của mình đó, mà quên mất
cái chân thật của chính mình, mà quên mất cái chân thật của chính mình. Cho nên khi ruồng dạt hết hai cái chấp đó rồi thì cái chân thật nó hiển lộ ra, nó đã sẵn trong mình, nó hiển lộ ra thì gọi là được hay không được? Không được mà được, thấy không? Hồi xưa giờ nó đã sẵn có mà mình quên, bị phủ lấp bởi cái chấp mê thân, chấp mê tâm. Bây giờ qua được cái phủ lấp đó rồi, nó hiện ra. Hiện ra là ở đâu đến hay là sẵn ở mình? Sẵn ở mình. Đã sẵn có tánh Phật mà tại sao chúng ta lại thành mê? Là vì chấp lầm thân tâm. Bây giờ khi hết chấp đó thì cái tánh Phật hiện ra. À, mà khi tánh Phật hiện ra thì Bồ Tát nương nơi đó mà xa rời hết những cái sợ sệt, những cái khủng bố đều qua hết, rồi được đến cứu kính Niết Bàn, là đến chỗ vô sanh. À, là ba đời chư Phật cũng nhờ cái trí tuệ đó mà Ngài tu, Ngài đến cái chỗ được giác ngộ viên mãn, phải là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Phật cũng nhờ trí tuệ bát nhã ban đầu đó ruồng dẹp phá được chấp mà sao mới thành Phật. Bồ Tát cũng nhờ ruồng dẹp những cái sai lầm đó mà sao mới được nhập Niết Bàn. Thì như vậy một bài kinh bát nhã quý vị thấy tu làm sao? Giải thoát chưa? Ngay bài kinh bát nhã đủ cho mình giải thoát. Thì các tổ luôn luôn thấy nó quan trọng như vậy, cho nên hôm nào tụng cái gì rồi cũng phải tụng bát nhã. Nhưng mà tội cho mình tụng để mà tụng, chứ không thấy tụng cả năm này tháng kia mà không bao giờ phá được chút chấp nào hết trơn. Chấp còn nguyên, phải không? Vì vậy mà chúng ta tu không có tiếng. Nếu chúng ta tiến được thì chúng ta hết khổ lâu rồi. Tại vì chúng ta không biết, không thấy được cái chỗ sâu kín đó, mà chúng ta cứ đọc cho Phật nghe. Cho nên tôi thường nói câu, tôi nói rằng chúng ta giống như mấy đứa học trò nhỏ đó. Cô giáo cho bài, bài xong nó lên trả bài cho cô giáo. Thì mình cũng vậy, Phật nói kinh bây giờ lên đọc cho Phật nghe, giống hệt như học trò trả bài, chứ không có hơn kém gì hết. Chứ còn đúng ra những lời Phật dạy là vàng ngọc, bao nhiêu câu đó mà đủ cho chúng ta giải thoát sinh tử. Chứ đâu phải là đỡ nhiều, mà tiếc gì chúng ta dễ quên. Bây giờ quý Phật tử kiểm nghiệm lại, nếu không chấp cái thân này, không chấp những cái tâm lăng xăng của mình, cho là đúng là phải là hay là này kia đó, thì chúng ta còn khổ không? Giả sử mình nghĩ cái gì, người nói anh nghĩ bậy, nó phải cái nghĩ là vọng tưởng mà không bậy sao được. Rồi, phải không? Còn mình mà đang suy tính, rồi nhận ra một lý lẽ gì cho là hay, cái mừng quá đi trình bày người này người kia, thì nói cái lý lẽ đó trẻ thơ lắm, nghe cái sao giận liền. Như vậy mà chớ giờ nói cái lý lẽ của anh suy nghĩ đó trẻ thơ lắm, cười đây là vọng tưởng mà, thì thôi còn gì nữa mà giận hờn ai, phải không? Sống giữa đời này không giành giật gì vật chất, không chấp nê về cái phần tinh thần, mà tinh thần giả dối đó, hai cái giả dối thân và tâm mình không chấp hết, thì đời còn gì là khổ? Quả nhiên Phật cách mình bao xa? Chắc không có xa đâu, phải không? Còn nếu mình cứ chấp thân này là thiệt, cho nên mất thân này thì tìm thân khác, rồi luân hồi muôn kiếp. Chấp cái tâm này là thiệt thì cứ tranh đấu hơn thua phải quấy rồi suốt kiếp. Bây giờ quý vị nhìn tất cả người trong xã hội, thấy có ai khác hơn hai cái đó không? Khác hơn hai cái chấp thân và tâm đó không? Chắc không có. Ai cũng như vậy, tất cả đều chấp như vậy thì tất cả đều là đáng thương, phải không?
Vì vậy Phật nói chúng sinh mê lầm thật là đáng thương. Lòng từ bi của Phật ở chỗ đó đó. Vì vậy mà trong kinh có một câu Phật nói mà tôi nhớ hoài. Phật nói cái khổ của địa ngục bị thiêu đốt chưa phải là khổ. Cái khổ làm ngạ quỷ đói khát chưa phải là khổ. Cái khổ làm súc sanh kéo cài kéo xe cũng chưa phải là khổ. Chỉ si mê không biết lối đi mới thật là khổ. Đó. Mấy cái kia thì nó có ngày hết. Địa ngục thì chừng bao nhiêu kiếp đó thì nó cũng mãn. Mãn cái tội được trở lại làm người. Rồi ngạ quỷ như vậy trả hết cái nghiệp thì nó cũng trở lại làm người. Súc sanh trả hết nghiệp cũng được trở lại làm người. Giống như người ở tù có ngày ra. Còn cái si mê cứ lẩn quẩn không có ngày cùng. Cái đó là cái đau khổ nhất mà chúng ta không thấy. Giống hệt như cái chú nuôi rắn hồi nãy tôi nói. Phải không? Cứ cái này chạy ra rồi đem cái khác nuôi. Nuôi rồi rên cực quá. Cực quá nhưng mà mất cái này nó lũng rồi thì sắm cái khác hay nuôi nữa. Như vậy thì thật là đáng thương. Bởi vậy cho nên hiểu Phật Pháp, thấy rõ, thấy sâu rồi, chúng ta nhìn lại thật là đáng thương. Những người mà gọi là xưng hùng xưng bá chỗ này chỗ kia cũng là người đáng thương thôi, chứ còn không có cái gì là thiệt hết. Đó. Như vậy thì quý vị thấy hai cái đoạn đường đầu tu theo Phật để được an lành trong đời này và đời sau. Đoạn đường thứ hai, tu theo Phật thấy triệt để cái lẽ thật rồi thì chúng ta dễ ra khỏi dòng sinh tử. Đó là trí tuệ bát nhã. Như vậy thì quý vị thấy xa hay gần? Gần lắm. Nó không phải là chuyện mơ hồ, phải không? Nó là một lẽ thật mà lâu nay chúng ta không được thấy. Như vậy rồi quý vị nhìn lại cái trí tuệ thế gian với cái trí tuệ của Phật khác xa gần, rất là xa. Mà nếu ai cũng học được Phật và có được trí tuệ như vậy thì thế gian này còn khổ hay hết khổ? Có ai dành với ai cái gì đâu mà khổ, phải không? Biết cuộc sống sống tạm thương nhau không hết, ở đó mà dành gì? Cho nên mình trải lòng thương tất cả và làm sao an ủi cho trong cái cõi khổ chúng ta bớt khổ và chúng ta tỉnh sáng lên để rồi đừng có lầm mê nữa. Đó là cái chủ yếu của đạo Phật. Như vậy thì phần tôi giảng tới đây xong. Xong chưa? Tất cả quý Phật tử nghe hiểu rồi, còn một điều nữa. Điều nữa là tu, phải không? Tu đây không phải gõ mõ tụng kinh nhiều, ăn chay nhiều, mà tu để dùng trí quán.